Em cún đầu tiên của đàn con Marvin về với chủ. Em này đi xa nhất sang Viêng Chăn, Lào. Đây, cho mọi người ngắm nó một tí trước khi nó vào lồng nó đi. Ơi sợ. Nghịch. Đây là thanh niên sang Viêng Chăn. Thanh niên này sang Viêng Chăn ở. Nào, ơi, quay mặt ra đây nhìn tí nào. Ok, uống nước thì uống ở đấy. Ừ. Rồi, còn bốn em cùng đà cho ra chuồng ngoài phơi nắng một tí. Ok, một em đã sang Viêng Chăn Lào rồi. Đây còn bốn em. Đây có cục đồ chơi ném vào cho chúng nó nhỉ. Đây ném cái này. Đấy. Cái. Bam đực. Dây đỏ, dây tím, dây xanh. Cái dây cũ của nó là dây hồng với lại dây xanh màu khác, nhưng mà vì cái dây cũ là nó bé rồi, nó chật rồi, phải thay dây mới. Rồi, đực đầu tiên. Dây hồng. Ok. Tất cả chúng nó đều đã kiểm tra rồi, đi ra đầy đủ. Rồi, ok, đến con xanh. Đực xanh. Rồi. Ừ. Con tím. Con mũi có bị kèm nhằm không? Không bị. Con nào mà nó nghịch cho nó ra nghịch đất cát mà nó để cát nó bị vào mắt mà mắt nó kèm nhằm. Rồi. Thì thay con dây hồng thành con dây đỏ này. Thay con dây xanh bằng con dây xanh này. Dây tím giữ nguyên. Cho phơi nắng tí. Đang lặn sâu. Đó, đây như thế này là để mọi người nhìn cái mặt của chúng nó này. Còn vận động của chúng nó thì tất cả đều rất là ok. Đây nhìn cho nó đi lại một tí. Tất cả chúng nó đều vận động đều ok. Đó. Người vuông vức, chân rất là to. Màu mảng là cháy. Đó. Đó, nó chạy về đằng kia thì nhìn được nó đi lại một tí. Đấy. Ừ, ra kia chơi. Ê, ra đằng sau chơi. Để anh quay video tí. Ok, rất là quấn người. Đó. Ok, thôi được rồi. Rồi, ra đằng kia chơi. Đó, ba em đực như nhau. Em dây tím, em dây đỏ và em dây xanh. Là ba em như nhau. Em cái cũng vậy. Em cái này em không đeo dây. Nó ra thích phơi nắng thì cho nó phơi nắng, mà không thì cho nó chạy ra đằng sau cho nó chơi. Không chui vào gầm, chui vào gầm bẩn. Nghịch lắm. Rồi chơi một tí nhá, chơi một tí nữa thôi, rồi tí nữa là rồi vào chuồng. Tí nữa là vào chuồng. Vào xong mà nó quấn quanh chân này. Đấy. Con này nó rất là quấn người. Rồi. Ok, con nào cũng như nhau. Tất cả đều rất quấn người. Nhanh nhẹn. Ừ. Ok. Đấy. Đó. Rồi, phải đứng yên thì anh mới xoa được. Cái nào cứ lăng xăng thì anh đâu có xoa được. Không gạo. Đó.
người thấy chúng nó đã khác rồi đó. Hôm trước ấy là cái lớp lông đệm của chúng nó rất là dày, hôm nay nó đã thay lông được phần nào rồi. Đây này, nhìn thấy cái lông cứng của nó mọc lên này, bắt đầu thấy nó có độ bóng mượt rồi. Đó. Bắt đầu thấy có độ bóng mượt rồi đó. Đó, mọi người mà ai thích đàn này là có thể liên hệ để bắt luôn. Đó. Hôm nay nhìn cái lông của chúng nó đã thấy có độ bóng rồi. Nhìn thấy. Đó. Vì hôm trước của nó toàn lông bông thôi. Hôm nay bắt đầu là cái lông cứng nó mới mọc, nó mới phủ ra bên ngoài cái lớp lông bông nó ở bên trong. Vẫn còn cái lớp lông đệm, nhưng lớp lông đệm bây giờ nó là ở bên trong rồi. Bây giờ lớp lông cứng nó ra bên ngoài thì nhìn con chó nó sẽ bóng mượt ngay. Và đàn này sẽ là một cái đàn chó khung to. Đỏ. Cháy khét luôn. Con cái. Đấy, xanh này. Mặt rất ra gì luôn. Đấy. Tím à. Không chui vào gầm. Đây không phải là chuồng của chúng nó. Chuồng của chúng nó là cái chuồng khác. Chuồng này là cho chúng nó ra ngoài để cho chúng nó gọi là nghịch, chúng nó phơi nắng tí. Đó, mọi người nhìn con chó nó đi lại. Chân cẳng nó khỏe khoắn, nó đi lại, nhìn trông nó có một cái độ nhịp nhàng. Đó, chất lông của đàn này phải nói là gọi là perfect luôn, quá tuyệt vời luôn. À đây, hôm nay này, tiện thằng bố Vin ở bên cạnh. Bố Vin, đây là đàn con. Đấy, bố Vin này cũng đang phơi nắng. Đấy. Đó, bọn đực này về sau nó lớn lên là nó cũng to như con Vin đấy. To lắm, năm mấy cân nó to lắm. Đang nhà ngóng thì có tiếng xe máy. Âm thanh lạ. Rồi, chơi với nhau hôm nay thôi nhá, tí con Siro nó về nhà rồi. À, đây là Zalo. Enzano. Siro. Chơi với nhau một tí đi. Lau cái mặt đi nào. Bụi quá. Rồi, chơi với nhau hôm nay thôi nhá, tí con Siro nó về nhà rồi. À, đây là Zalo. Enzano. Siro. Chơi với nhau một tí đi. Siro chơi với nó một tí nữa rồi vào. Ngày hôm nay thì đồng thời là đón công chúa Siro về và đồng thời là cho con đực của đàn con Marvin lên xe sang Viêng Chăn sống. Con đực đầu tiên của đàn Marvin là đi xa, đi sang tận bên Viêng Chăn Lào. Cái đàn ai mà thích Siro và cái con đực mới ấy, thì chờ cái đàn con này không có gì thay đổi thì 2 tháng nữa sẽ đẻ. Có mấy anh em chờ lâu lắm rồi, chờ để bắt cái con chó thuộc mức tốt của cha. Nhưng mà cái đàn vừa rồi, cái đàn của Marvin với Nancy thì nó không được như dự định. Chỉ có một con ở mức tốt thôi, chính là cái con đi Lào ấy. Còn mấy người chờ thì mà mọi người mà muốn chờ cái con chó ở mức tốt, con chó ở mức giá cao, chó mức tốt của trại thì mọi người sẽ chờ cái đàn của Siro này. Ngoài cái đàn của Siro ra thì còn 2 con nữa cũng lấy giống rồi, và một con thì tuần sau sẽ lấy giống, khoảng 10 ngày nữa sẽ có nhiều cho con để mọi người có thể chờ được. Ngày nào sang công chúa cũng đòi về, nhưng ở lại để cho nó thuận tiện cho việc lấy giống, hôm nay mới đưa về. Ok, Siro nhìn thẳng vào đây đi. Nào, nhìn thẳng vào xem cái độ xinh gái của Siro đến đâu. Ơi, ok, nhìn thẳng vào máy quay. Chúng ta sắp về đến nhà rồi nha. Hy vọng là lần này lấy giống Siro sẽ thuận lợi, sẽ có một cái đàn hậu duệ thật là xuất sắc của con đực mới nhập Siro Singer. Wow.
xinh luôn, lung linh, xinh lung linh, đấy là siro.